Xin chào quý khán giả trên kênh Dùng Đất Rồng nha. Hiện tại thì Tony đang ở thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đang ở trong một cái vườn cây của cái bạn chủ vườn cũng còn trẻ. Thì ở đây nó có một cây mai bị suy. Bạn bấn về mấy tháng rồi mà nó không có đi tược được. Hôm nay xuống kiểm tra sơ bộ rễ thì thấy nó đen, không tôm mặt cắt, đầu rễ đen hết, hiện tượng xấu. Mặt cắt ở trên thân thì cũng không có tôm mặt cắt luôn, mà kiểm tra lại thì thấy ở đây người ta cắt hơi ẩu ha, người ta cắt không, người ta không có gọt gì hết, ta để gì người ta quét keo vô cũng không thấy dấu hiệu tôm, thân thì vẫn còn tươi. Do bạn phủ phủ bạc cũng tốt, rồi quấn rơm nó giữ ẩm tốt nên thân còn tươi, rễ thì vẫn còn tươi, điều là không đi được đây. Đầu rễ nào nó cũng bị đen hết quý khán giả, đen này để thời gian thì sẽ thúi, thời gian dài thì nó sẽ thúi đầu rễ, nó thúi thúi lần vô không, đầu rễ đang lùi nên cây nó không có đi được, cây nó rơi vào trạng thái ngủ đông luôn rồi, nên giờ phải tiến hành xử lý. Cây này hoành cũng được hơn 70 quý khán giả, hơn 70. À, mặt cắt nào cũng vậy ha, mặt cắt nào cũng làm thấy không gọt mặt cắt là gì hết ha, để nguyên à. Ngộ ha. Bây giờ sẽ xứng tiến hành xử lý phục hồi cây này lại cho nó vượt qua cái trạng thái ngủ đông để nó ra tược, chứ giờ nó rơi vô trạng thái ngủ đông rồi. Quý khán giả xem toàn bộ quá trình cứu cây này trên kênh YouTube Vùng Đất Rồng nha.